Anh nói thật đi, anh làm vậy có phải là vì Bạch Lăng Lăng không? Vậy cũng bị em nhìn ra rồi, lần này thật thà quá nhỉ. Anh không thật thà khi nào chứ? Anh cũng được xem là người đàn ông chiến đấu vì tình yêu rồi đấy. Mặc dù sẽ bị thương, nhưng mỗi vết thương đều là khuôn chương của em. Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Có thể đừng trẻ trâu như thế không hả? Anh không cảm thấy rất bùng nổ sao? Không hề. Hơn nữa anh thấy việc đánh nhau là cực kỳ ngu ngốc, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tình địch là ai thế? Có đe dọa anh không? Trịnh Minh Hảo không đe dọa, không bằng anh. Trịnh Minh Hảo? Phải. Là cậu ta sao? Phải, em quen à? Quen chứ. Bọn em còn hẹn mai đi ăn nữa kìa. Đúng rồi, cánh cửa trái tim chính là ứng dụng mà cậu ta làm. Tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai. Vậy mà anh nói với em, người ta bình thường thôi. Em gặp phải cũng không dám khinh địch. Đợi chút, em mới nói cánh cửa trái tim. Em đã bảo, sao em có thể bị nhận thành anh được chứ? Chắc chắn là tên nhóc này chơi khăm em à. Hằng Hằng, xử cậu ta. Được. Đời này, mong cho chúng ta đều có thể cố gắng hết sức vì người mình thích. Và chuyện muốn làm, ngủ ngon. Bây giờ anh ấy đang ở bên trong làm kiểm tra. Dì nhỏ yên tâm, lát nữa anh ấy ra ngoài, cháu sẽ gọi video cho dì. Không có, không có ở trong xe. Cháu đang đứng ở bên đường đợi anh ấy. Dì, cháu ngắt máy trước đi. Quý khách mời dùng, cảm ơn. Đợi lâu chưa? Không đâu, em mới tới. Được, kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì? Tôi nói cậu nghe này, người chị em của tôi nói với tôi chắc như đinh đóng cột, người đó tuyệt đối không phải là Âu Dương Y Phạm. Nói chúng ta nhầm rồi, nhưng tôi luôn cảm thấy người phụ nữ khi yêu IQ đều bằng không. Chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Vì vậy tôi đã hẹn Trịnh Minh Hảo rồi. Chút nữa cậu ấy sẽ hẹn Âu Dương Y Phạm tới đây, có lẽ sẽ ngồi bên đó. Bất kể hôm nay bọn họ nói tới chuyện gì cũng đều phải ghi âm lại cho tôi. Được. Cảm ơn nhé. Giờ đã mấy giờ rồi? Sao Trịnh Minh Hảo còn chưa tới? Lại muốn làm gì với tôi? Không. Không phải là hẹn 3 giờ sao? Sao anh tới sớm vậy? Là cô bảo Trịnh Minh Hảo hẹn tôi. Sao có thể chứ? Tôi bảo Trịnh Minh Hảo hẹn anh làm gì chứ? Tôi tới hóng gió biển. Với cả hẹn hò. Trùng hợp ghê. Ở đây hẹn hò mà cũng gặp được anh. Được. Cứ cho là hai người đang hẹn hò đi. Vừa hay bạn tôi vẫn chưa tới. Chúng ta nói vài lời. Nói gì chứ? Cô không ghi âm sao? Hay là trực tiếp quay video đi. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô tìm sai người rồi. Tôi không phải là mãi mãi là bao xa gì gì đó. Mà cô nói tới tài khoản đó là Trịnh Minh Hảo đưa cho tôi. Tôi đã sang tay cho người khác rồi. Giao dịch trên mạng, thậm chí đã bán cho ai tôi cũng không biết. Hình như là thật. Phải lúc trước
Thật là xin lỗi. Hay là thế này đi, tôi mời anh đi nhà tắm công cộng, anh thấy sao? Anh muốn gọi lương thế nào thì gọi thế đó. Phải rồi, còn cả quần áo, giặt khô quần áo. Anh muốn giặt khô bao nhiêu bộ, tôi đều mời anh. Tới đây chắc vẫn chưa ăn gì đúng chứ, có đói bụng không? Phục vụ, gọi món. Anh muốn ăn món gì nào? Không cần đâu, tôi muốn bù đắp tinh thần. Vì anh nói sớm chứ, muốn đọc sách gì, xem phim gì, tôi đều mời anh. Tôi muốn cô. Không phải chứ, tôi chỉ làm sai có chút, chuyện nhỏ, không tới mức phải trả giá đắt như vậy chứ. Tôi muốn cô làm bạn gái tôi. Hay thôi, báo cảnh sát đi. Dù sao thì tôi vẫn còn giữ chứng cứ. Đợi chút. Thực ra tôi cảm thấy chuyện làm bạn gái cũng không phải là không được, đúng chứ? Chỉ có điều ấy à. Tôi. Nhưng mà cô ấy đã có bạn trai rồi. Phải đó, tôi có bạn trai rồi. Thật ngại quá. Không sao, tôi có thể đợi. Hai người không duy trì được bao lâu đâu, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi. Đúng rồi, cậu tìm đâu ra cái con nhóc họ Địch kia thế? Cậu ấy không gây phiền phức cho cậu chứ? Tạm thời vẫn chưa. Rất thông minh, đã giúp được không ít. Chỉ là giống y như khi nhàn rỗi không chịu được, nói cực kỳ nhiều thế à? Vậy cậu ấy có nói nhiều hơn mẹ tôi không? Nói đến mẹ cậu, tôi muốn nói mấy lời với cậu. Tuy rằng bây giờ chúng ta đã căn cứ vào tài liệu ban đầu, nghiên cứu ra được loại tế bào hạt giống lý tưởng nhất. Bây giờ chuyện thí nghiệm lâm sàng cũng là chuyện ngày một ngày hai thôi. Nhưng chỉ cần ngày nào cậu còn chưa làm phẫu thuật, trong lòng mẹ cậu sẽ như ôm quả bom hẹn giờ ngày đó. Điều này cậu phải hiểu cho bà ấy. Tôi biết chứ. Vậy đây chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao? Được rồi, đi làm siêu âm Doppler đi. Có phải chỗ em mưa rồi không? Sao anh biết thế? Anh yên tâm, em đã mang theo ô rồi. Mùa này ở Bắc bán cầu, mưa xong nhiệt độ đều sẽ giảm mạnh. Em ra ngoài nhất định phải mang thêm một bộ quần áo, cẩn thận cảm lạnh. Sao cậu lại tới đây? Chẳng phải trời mưa sao? Đã tính kỹ thời gian, cậu vừa hay phải tới phòng tự học rồi. Mình đưa cậu đi nhé. Cảm ơn nhé. Đi thôi. Em nói anh nghe, bây giờ anh đang ở trong chỗ tối, người ta thì ở nơi sáng. Đây là bất lợi của anh. Anh nghĩ xem, anh thích Bạch Lăng Lăng, nhưng mà anh lấy gì để thích người ta chứ? Trời mưa, anh có thể đưa ô cho cô ấy không? Cô ấy ốm, anh có thể ở bên chăm sóc không? Người ta cần có người ở bên, anh có thể cho cô ấy một cái ôm thật sự không? Anh không thể, nhưng người này thì có thể. Được rồi, tôi tới nhà rồi. Hôm nay thật sự vất vả cho cậu rồi. Nếu như không có cậu, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nên làm ạ. Nhưng mà nói thật, tên Âu Dương Y Phạm này tuyệt đối không phải loại người dễ cho qua như vậy. Hôm nay anh ta chịu tổn thất lớn như vậy, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Nói không chừng giờ đang nấp ở nơi nào đó, quan sát chúng ta trong âm thầm cũng nên. Vì vậy chúng ta buộc phải diễn cho giống một chút. Làm sao mới có thể diễn cho giống một chút? Tôi nghĩ ra rồi. Thì bây giờ ấy à, tôi chính là bạn gái của cậu, còn cậu chính là bạn trai của tôi. Diễn thôi mà, diễn thôi. Xem cậu bị dọa kìa. Được rồi, tôi đi trước đây. Ngủ ngon. Tạm biệt, cẩn thận chút nhé. Mau về đi.
Không được chạy. Không được chạy. Không được chạy. Chị không sao chứ? Không sao, không sao. Cảm ơn anh. Là anh ta. Lăng Lăng. Tỉnh rồi à? Cậu sao vậy? Sao trán lại nóng vậy chứ? Không sao. Trịnh Minh Hạo đưa cậu về đúng không? Nào, ăn hoa quả đi đã, rồi hắn ngủ. Mình không muốn ăn. Sao lại không ăn? Không phải còn muốn đọc sách đó chứ? Nào nào nào, mình có cuốn sách này của cậu trước đã. Mình đọc chỉ còn lại vài trang thôi, cậu cứ để đây. Cậu ăn hoa quả đi, chút nữa mình sẽ đưa cậu xem, được chứ? Mau. Mình nói cậu này, cậu ấy à, chính là do gần đây mệt quá rồi, thế nên sức đề kháng mới xuống dốc. Ngắm chút nước mưa là bị sốt liền, nhìn đi. Nào, ăn hoa quả trước đi đã. Bắt đầu từ ngày mai, phòng tự học, phòng thí nghiệm, cậu cũng đừng tới nữa, ở nhà dưỡng bệnh cho tốt. Mình thật sự không sao, hơn nữa ngày mai, mình phải đưa bà ngoại đi khám bác sĩ nữa. Khó khăn lắm mới lấy được số cho bà. Phải mình đi thay cậu. Thật sự không cần đâu. Sức khỏe thể chất của mình, cậu đâu phải không biết. Mình ngủ một giấc, tát mồ hôi ra là khỏe ngay. Hơn nữa lịch hẹn của mình là vào buổi chiều. Được rồi, mai nói sao? Không phải cậu vẫn muốn xem sách đấy chứ? Không được xem nữa. Giờ cậu ăn hoa quả xong thì tắt điện ngủ đi. Nghe thấy chưa hả? Tịch thu rồi nhé, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Được rồi, để ở đây cho cậu rồi. Ngủ đi nhé. Anh không ở bên thì em có thể để người khác giúp em che ô sao? Tại sao không thể? Đợi anh thêm một chút nữa. Em ốm rồi. Ốm rồi. Trời mưa, anh có thể đưa ô cho cô ấy không? Cô ấy ốm, anh có thể ở bên chăm sóc không? Người ta cần có người ở bên. Anh có thể cho cô ấy một cái ôm thật sự không? Anh không thể. Anh nói tôi không thể chứ. Em gửi cho anh địa chỉ và số điện thoại đi.
Anh đã nhờ bạn đưa cháo đặt ở trước cửa nhà em rồi. Khi nào ăn, em nhớ hâm nóng nó nhé. Mà 36 độ 8, khỏe lên nhiều rồi. Có điều chút nữa ăn cơm xong, cậu vẫn phải uống thêm thuốc đấy, nghe thấy chưa? Ôi trời, nếu như nói đây không phải là Âu Dương Y Phạm, mình không tin đâu, chu đáo như vậy. Chắc không phải là cao thủ tình trường đó chứ. Người anh ấy thích, liệu có phải chính là mình không nhỉ? Có thể lắm, có khả năng đây. Giờ cậu là người bệnh, cậu muốn nghe gì? Mình đều nói cho cậu nghe, còn muốn nghe điều gì? Vậy mà lại tự mình làm, sẽ không làm phiền người khác quá chứ? Không phiền là vinh hạnh của cậu ấy. Cười gì thế, mau ăn đi. Trước đây người nào đó còn nói cậu ốm rồi, anh ta sao chăm sóc cậu được chứ? Chăm sóc rất tốt đây còn gì. Sao hả? Người ta mới làm cho cậu một bữa, cậu đã bị anh ta mua chuộc rồi. Mùi vị quen quá. Mùi vị gì? Mùi vị của tình yêu. Cảm ơn. Chúng ta còn phải đợi 5 người nữa, một lát thôi sẽ tới lượt. Bà nói không cần đi, không cần đi, mà cứ bắt đi. Già rồi, còn yêu đương. Điện thoại này của bà lấy ở đâu ra vậy? Bạn trai cháu tặng đó. Không nói với cháu à? Thằng bé này rất được đấy, làm chuyện tốt không để lại tên. Gì mà bạn trai cháu? Người lần trước tới cùng cháu ấy, gì nhỉ? Dì bà Trịnh, dì Khải ấy, Trịnh Minh Hảo, phải không ạ? Phải, chính là thằng bé ấy. Bà nói cháu nghe, bà thật sự thích thằng bé này. Vừa đẹp trai, lại vừa hiểu chuyện. Bây giờ chàng trai như vậy, không nhiều đâu. Đưa điện thoại cho cháu. Đồ người ta tặng bà, sao phải đưa cho cháu chứ? Bà có biết bà không thể tùy tiện lấy điện thoại của người khác không? Làm gì thế, có mỗi chiếc điện thoại cũng dành đi dành lại với bà. Không phải cháu cũng ngày ngày nghịch điện thoại đó sao? Khó khăn lắm, người ta mới cho bà điện thoại để xem phim. Ngô Xuân Hoa, cháu phải trả lại cho người ta, bà biết không? Bà muốn xem phim thì xem bằng máy của cháu. Ngô Xuân Hoa, cháu nói cho bà nghe, sau này bà không được tùy tiện nhận đồ của người khác. Bà có biết cái này bao nhiêu tiền không? Đồ vô ơn, nuôi một đứa vô ơn như cháu. Mời số 256 Ngô Xuân Hoa đến phòng khám số 10. Bà về chỗ ngồi đã. Đi thôi. Không khám nữa. Bà biết cháu lấy số khám chuyên gia khó khăn thế nào không? Được rồi, đừng có nữa. Bà khám trước. Vốn dĩ bà không bị bệnh. Cháu bớt chọc giận bà, còn tốt hơn mọi thứ khác. Ngô Xuân Hoa đâu ạ? Ngô Xuân Hoa. Xin lỗi. Chị à, hai phút, chúng tôi sẽ tới ngay. Được. Cảm ơn. Bà ngoại. Bà ngoại.
Ngô Xuân Hoa. Alo Tiêu Tiêu. Giờ mình đang ở bệnh viện. Ừ. Bà ngoại mình biến mất rồi. Cậu tới đây được không? Bệnh viện Hoàng Ái. Cảm ơn cậu. Lăng Lăng, sao rồi, tìm thấy bà chưa? Bà có đem theo điện thoại không? Cậu gọi cho bà chưa? Mình không gọi được, điện thoại của bà ở chỗ mình. Cậu nói xem, đang yên đang lành, mình cầm điện thoại của bà làm gì chứ? Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Phát thanh tìm lâu như vậy rồi, chắc sẽ tìm thấy thôi. Liệu bà có tự đi về viện dưỡng lão không? Không thể nào, bà không biết được về. Từ đây về viện dưỡng lão, chuyển 3 lần xe, bà không mang đồng nào trên người. Hai chúng ta báo cảnh sát đi. Được, báo cảnh sát. Bà ngoại, bà đi đâu vậy? Chắc bà cụ bị lạc đường, đi nhầm thang máy nội bộ của nhân viên, chạy lên tầng thượng. May mà đồng nghiệp của chúng tôi phát hiện ra. Cảm ơn chị, đừng khách sáo. Bà làm gì vậy? Bà làm cháu sốt ruột chết mất, bà có biết không? Bà đang lăn, tìm bà làm gì? Lạc rồi càng tốt mà, để cháu khỏi thấy chướng mắt. Sao bà lại chạy lung tung? Cháu tưởng bà không cần cháu nữa. Bà làm gì vậy? Đừng khóc nữa. Không sao. Sao bà có thể không cần cháu chứ? Không có cháu, bà biết sống thế nào? Anh nói xem, có phải em quá đáng quá không? Em không sai, chỉ là em dùng sai cách thôi. Đúng rồi, em cũng nghĩ rồi. Nếu bà thích đến vậy, thì cứ để bà giữ. Sau đó em trả tiền điện thoại cho người bạn kia là được rồi. Nhưng chiếc điện thoại đó hơn 7.000 tệ, nhất thời em không lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Nói cho cùng, vẫn là do em quá vô dụng. Nói gì mà hiếu thảo với bà, đến cả đồ bà thích nhất mà cũng không cho bà được. Anh có một ý kiến, không phải bà ngoại thích xem phim sao? Vậy em mua nuôi cho bà máy tính bảng thì tốt hơn đấy. Màn hình lớn, chi phí thấp. Hơn nữa, sản phẩm kiểu này có tốc độ đào thải rất nhanh, hoàn toàn có thể mua máy second hand, rẻ lắm. Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ? Giờ em sẽ đi mua luôn. Nhớ mua ở cùng thành phố nhé. Như vậy ngày mai ngày kia là nhận được hàng rồi. Anh làm gì thế? Cái này đưa cho anh trước đi. Mai anh sẽ trả cho em cái mới.
tốt với mình vậy sao? Đại thần kéo mình vào nhóm rồi. Anh Âu Dương cũng ở đây. Nhìn là biết nhóm cốt lõi rồi. Cố gắng bao lâu nay cuối cùng cũng được đại thần công nhận. Dạo này bạn Bạch Lăng Lăng thể hiện khá tốt ở phòng thí nghiệm. Đa phần là do những tiền bối xuất sắc như chúng ta không ngừng làm gương, chỉ bảo cho cô ấy. Thấy rằng chỉ còn 20 ngày nữa là cô ấy sẽ thi. Đây là lần đầu cô ấy tham gia thi thạc sĩ, cả ngày được hun đúc trong môi trường như của chúng ta. Nếu mà không thi đủ thì sẽ là nỗi nhục của cả phòng thí nghiệm chúng ta. Thế nên tôi quyết định bắt đầu từ ngày mai, người không có nhiệm vụ thí nghiệm trong ngày sẽ thay phiên phụ đạo cho cô ấy môn chuyên ngành. Mọi người xem thời gian biểu của bản thân bớt chút thời gian nhé. Anh Âu Dương thoát khỏi nhóm rồi. Để em làm trước cho. Thứ hai em không có tiết. Chiều thứ hai để em dậy. Được, cảm ơn cậu. Đại thần vậy mà lại cảm ơn mình. Không có gì, không có gì. Chút chuyện nhỏ này có gì mà cảm ơn. Đồng nghiệp với nhau nên làm vậy mà. Mình về rồi. Cậu làm gì thế? Không có gì. Mình đang nghĩ chuyện này. Mình cứ thấy cảnh Văn Văn là lạ. Sao thế? Vốn dĩ bọn mình hẹn ngày mai ngày kia cùng nhau đi cắm trại, sau đó buổi tối đã hẹn nhau cùng đi mua đồ. Kết quả lúc đi qua một tiệm hoa, chủ tiệm hoa đó cực kỳ nhiệt tình với cậu ta, còn hỏi cậu ta vì sao dạo này không mua hoa. Sau đó mình mới biết, thì ra lúc trước ngày nào cảnh Văn Văn cũng đặt một bó hoa hồng đỏ tươi tắn ở chỗ họ tặng cho người khác. Vậy tức là cậu ta thích người khác rồi. Vậy mà mình còn bảo cậu ta giả làm bạn trai mình, có phải không ổn lắm không? Dù sao trong mình đẹp thế này, ai nhìn cậu ta ở bên cạnh mình còn dám lại gần cậu ta nữa. Sao mình thấy người cậu ta thích là cậu nhỉ? Cậu ta thích mình là chuyện hợp tình hợp lý. Sức hút của mình lớn như vậy mà, nhưng mình cũng không nhận được hoa. Thế nên không phải mình. Với trí não hiện tại của mình không đủ để chống đỡ cho mình nghiên cứu vấn đề tình cảm của cậu. Mình phải ngủ đây, buồn ngủ quá rồi. Giờ đã ngủ á? Không được không được, đã 3 ngày rồi cậu chưa tắm. Mình theo dõi cậu đấy, mau đi tắm trước đi. Người thi thạc sĩ không xứng đi tắm. Thật hay giả vậy, tóc cậu bết thành thế nào rồi? Dạo này mình biết một loại dù gọi xịt khô tốt lắm, cảm ơn nhé. Cậu tự mua đi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
vậy? Nửa đêm còn gọi. Ai vậy? Anh là Dương Lâm Hằng. Đàn anh, nửa đêm anh gọi, có việc gì vậy? À phải, trưa nay em nói em sắp bắt đầu chuẩn bị môn chuyên ngành đúng không? Anh nói với giáo sư rồi, phòng chiếu đồ bên cạnh phòng thí nghiệm tạm thời cho em dùng. Từ ngày mai em không cần đi dành vị trí ở phòng tự học với người ta nữa. Như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian đi lại. Vừa hay dự vấn đề chuyên ngành em cũng có thể hỏi anh, thì ở gần mà. À không, em có thể hỏi. Cứ hỏi bọn anh. Sao thế? Không cần đâu ạ. Giờ là giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị cho kỳ thi. Chúng ta lại là đồng môn, còn chung một phòng thí nghiệm. Anh mong em có được thành tích tốt. Em biết rồi, cảm ơn anh. Chỉ là em thấy dù sao đây cũng là việc của em mà. Làm như vậy có hơi phiền mọi người quá. Lần trước chuyện em tỏ tình với anh, thực ra anh vẫn còn nhớ. Vậy phòng chiếu đồ tầng 2 phải không? Biết được. Được, vậy đây là số điện thoại của anh, em lưu lại đi. Vâng, không thành vấn đề. Chắc là được nhỉ? Thể hiện tốt lắm, Dương Lâm Hằng. Ừ. Mình không nên manh động nhất thời mà tỏ tình với anh ấy. Vết nhơ của đời mình mà. Sao anh ấy cứ đem chuyện này ra nói vậy? Sao sớm vậy? Em nghe ngóng được Quan Tiêu Úc bọn họ sắp đi cắm trại giả ngoại. Em chuẩn bị qua đó nghiên cứu địa hình trước. Cô ấy với cái người gọi là bạn trai kia, nếu như là giả, chắc chắn sẽ không ở cùng nhau. Đây là cơ hội cực tốt để em vạch trần bọn họ. Bên công ty nhàn lắm hả? Không phải đã nói sẽ không ăn không uống, tập trung nghiên cứu khoa học sao? Anh yên tâm, phía phòng thí nghiệm em sẽ phối hợp hết mình, chắc chắn không làm hỏng chuyện đâu. Nhưng đời người chúng ta ngoài công việc ra, có phải nên theo đuổi tình yêu không? Anh đó, anh dậy sớm vậy? Ngoài công việc cũng theo đuổi tình yêu mà. Chào, Tiểu Bạch. Cậu gọi ai là Tiểu Bạch? Tôi là đàn chị của cậu, không biết lớn nhỏ gì cả. Đi thôi, chúng ta tới phòng tự học. Sao cậu còn cầm túi của tôi vậy? Đi thôi, đừng lãng phí tấm lòng của đại thần khi nửa đêm còn mở đại hội đồng viên vì chị nữa. Đại hội đồng viên gì cơ? Giúp thành phần yếu kém của phòng thí nghiệm nâng cao thực lực chung của cả nhóm. Được rồi Tiểu Bạch, có bọn em đây, chắc chắn chị sẽ vượt qua được. Đi thôi. Tôi nói cậu nghe, tôi từng đến phòng chế độ đó rồi, căn bản không phải nơi có thể ở được. Cậu có biết không, mọi người muốn để tôi gai nếm mật thì cũng phải tôn trọng ý kiến của đương sự như tôi chứ.
Ai nói nơi này không phải nơi có thể ở vậy? Tốt hơn phòng tự học nhiều. Nói đi, không hiểu chỗ nào. Cái gì? Em được đại thần khâm điểm, phụ trách tiết học môn chuyên ngành đầu tiên của chị đấy. Chị biết điều này chứng tỏ việc gì không? Vì gì? Chứng tỏ rằng anh ấy thấy em có trình độ chuyên ngành thuộc top đầu của phòng thí nghiệm. Vậy được. Nếu chị không muốn hỏi gì, vậy em phát huy tự do nhé. Tiểu Bạch, mặt phẳng nào là 211? Chị đây, nói thế nào cũng học hành cẩn thận xong 4 năm rồi, cậu lấy một đề bài năm nhất ra kiểm tra tôi. Tiểu Bạch, chị phải tôn sư trọng đạo. Trả lời được thì trả lời đi, sao lại ném bút? Đưa tôi. Xin lỗi nhé, chúng tôi đột ngột quyết định đổi chỗ khác, anh tự chơi nhé. Năm phút rồi còn chưa nghe thấy em lật sách. Trang này khó như vậy à? Có chỗ nào không hiểu không? Vất vả rồi. Ngủ ngon. Em chắc chắn có thể làm được. Chờ tin tốt của em. Rốt cuộc cũng thi xong rồi. Lăng Lăng, mau qua đây, mau qua đây. Nào, để mình xem rốt cuộc người bạn làm bạn trai trong hư cấu của cậu trông như thế nào.
Có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Từ bạn của anh ta có thể tìm ra rất nhiều thông tin về anh ta. Cậu lắp camera lúc nào vậy? Sao mình không biết? Mấy hôm nay thôi. Mấy hôm nay cậu vừa bận đi làm, vừa bận thi lên thạc sĩ. Mình không dám làm phiền cậu đi mở cửa. Nhưng mình quả thật là không dám tự đi mở cửa. Lỡ như có người theo đuổi nào lại tới tận nhà làm phiền mình thì phải làm sao? Thế nên mình lắp camera. Mau nhìn lên trên đây. Tới rồi, xuất hiện rồi. Người này sao mà quen mắt thế nhỉ? Mình cảm giác người này trông có vẻ biến thái.